Đi nhắc danh sách. Bác sĩ à? Hai vị bị thương ở đâu ạ? Cứ nói với tôi để cho tôi là chuẩn lắm rồi đó ạ. À, vậy thì tốt quá rồi. Vợ tôi có bầu 4 tháng rồi. Sáng nay đột nhiên hơi đau bụng. Sợ là có vấn đề gì nên đi khám xem sao. Có cái gì cơ? Có bầu. Ây da, hơi phức tạp đây. Mình có biết trị đâu. Dự lớn hay là dự bé? Hả? Dự, dự hả? Ê? Hai vị thật là xin lỗi. Tôi cũng không biết. Cũng nói thật với hai vị là tôi còn biết khám bệnh phụ khoa. Lừa hai người thì cũng quá không rành rỗi gì rồi. Hai người có thể đến họp đường tìm thầy Trương mượn ít sách xem. Cũng đừng có uống thuốc linh tinh nha. Tôi nhớ là bà bầu không được uống thuốc. Những cái khác thì không biết. Hai người có thể đi hỏi thầy Trương. Hai vị đi thong thả nha. Tôi thấy cậu giỏi hơn bác sĩ trước đây đó. Lần trước tôi bị ốm thì hắn rất sợ không bán thuốc. Kết quả tôi uống thuốc xong thì cũng chẳng thấy đỡ hơn. Cảm ơn nhé bác sĩ. Cảm ơn cậu. Lời cảm ơn từ tầng dài dài cộng một. Lời cảm ơn từ tầng dài dài cộng một. Không ngờ mà nói mấy câu thôi mà lại kiếm được hai lời cảm ơn. À, từ hôm nay bệnh nào chữa được thì chữa, không chữa đi thì thôi vậy. Nào, cố nhịn chút đi. Ui cha, chữa được bệnh nhân 9 trên 10. Ôi trời ơi, đau chết cha tôi rồi. Chữa được bệnh nhân 10 trên 10, hoàn thành phần thưởng sức mạnh cộng 1. Thế là, men gần như gọi là làm việc tốt tích đức vậy đó. Chữa bệnh 10, bệnh nhân trên 10. Nhiệm vụ tiếp theo chữa 20 người. Cung điện, sức mạnh hiện tại và thuộc tính nhanh nhẹn của tôi là bao nhiêu vậy? Sức mạnh 5 trên 5, độ nhanh nhẹn 4 trên 1. Cũng không tồi. Anh à, sao anh không chữa cho tất cả bệnh nhân kia? Đều là tiền đó nha. Không trị được thì không được có quá thành quá cố. Như thế thì không hại thêm người ta sao? Nhưng bác sĩ trước đây không biết chữa thì vẫn chữa đi thôi. Hắn lại lẩm bẩm. Chúng ta không được học theo hắn. Anh nhìn cái kết cục của hắn đi. Xảy ra việc thì cũng không ai giúp. Vì thế làm người vẫn nên có giới hạn. Nhưng nếu như chúng ta xảy ra chuyện thì cũng có ai giúp đâu chứ. Thời buổi này rất nhiều người chỉ mong được người khác xảy ra chuyện thôi. Dạ. Lục Nghiên, em phải nhớ không được để nỗi bi thương của thời đại trở thành nỗi bi thương của em. Bác sĩ à, bác sĩ à, tự dùng tôi bị bệnh rất là kỳ lạ. Cậu khám cho tôi với, nhất định phải giúp bí mật giúp tôi đó. Nói xem, anh bị bệnh gì? Không cứng thì tôi chữa không nổi đâu. Nè, cậu đừng có mà nói linh tinh. Để tôi cho cậu xem, cậu đừng có sợ đó. Đi đây. Đây là chuyện gì vậy? Anh à, sức mạnh tuy không lớn nhưng tuyệt đối không phải là nước miếng bình thường có thể làm được. Theo như tôi thấy thì anh không có bệnh, chỉ là có được một năng lực siêu nhiên nào đó thôi. Năng lực siêu nhiên? Lẽ nào tôi giống cái loại mà tự dưng biến ra được cái xe hỏa hả? Tôi cũng có thể đánh thức năng lực phi thường sao? Cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi sẽ về nói với cha mẹ của tôi.
ý nữ đơm có trộm mưu. Nhìn là biết rồi ý. Chào mấy người anh em à. Ý chả đầu cho tôi rồi, lên đi sợ có gì đến chết nó. Sớm hồi trên chiến quán chỉ tầm ẩn hấu hán à, chỉ tầm ẩn ai phái các người đến? Mở cửa, mau mở cửa. Chuyện gì? Trung lệnh, phụng lệnh tra soát. Ý, cái gì đây? Cờ thi đua hộ thở sao? À, muộn thế này rồi, các vị có việc gì sao? Có phải não có vấn đề không vậy? Nhìn thấy cái cờ thi đua là làm chắc chắn là bọn chúng sẽ không lục tiếp đâu nhỉ? Lục soát. Lần trước không phải là lục soát rồi sao? Lần trước là lần trước, còn lần này là lần này. Ây da. Một đám phế vật. Phải chúng mày đột nhập vào để tìm súng. Súng chưa tìm thấy đâu thì người đã bị tóm rồi. Tao là Vương Tùng Dương. Nếu mày muốn nhờ ông chủ là Trúc Giận, cứ báo tên tao. À đâu còn chứ, ngài cũng có làm gì đâu. Thì đã, Vương Tổng Dương, lẽ nào có quan hệ gì với Vương Đồng Dương ư? Nếu đúng là thế, thì hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình rồi. Báo cáo không tìm thấy súng. Không thấy. Chỉ cần chưa bắt được kẻ trộm súng, thì ta sẽ vẫn tiếp tục điều tra. Thì tử, ngươi cẩn thận đi. Rút. Nhưng cũng phải nói là nếu như mày sinh ra trong cái thành trì thì tốt rồi. Đến cho tao làm lính thì mạnh hơn cái đám thủ hạ nhát gan của tao nhiều. May mà mấy ngày trước đi hái thuốc đã đem súng lên núi giấu rồi. Lần đột kích này đúng là không kịp phòng bị. Sáng sớm hôm sau, tại phòng khám, mọi người nhìn kìa, lạc đội đã trở về rồi. Hả? Không họ, không phải là họ mới đi tầm một tuần thôi sao? Sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Mới tầm một tuần sao? Các người nhìn xem kìa, lúc đi thì chỉnh chu gọn gàng, mà sao giờ ai cũng phờ phạc vậy? Khoảng một tuần thôi, chắc bọn họ vẫn chưa đến chân núi cảnh. Nguy hiểm trên đường thì chỉ có gặp bầy sói thôi. Nhưng khi họ đi thì bầy sói đã đến đây rồi mà. Rốt cuộc thì họ đã xảy ra chuyện gì? Dựa vào mức độ rách nát của quần áo, hòa nhiên người con gái có kỹ năng sống, súng ống hoàn hảo kia thì ổn hơn người khác rất là nhiều. Anh à, bọn họ đi tìm Lão Vương sao? Chắc là tìm ông ta đòi nợ. Dù sao thì người dẫn đường của ông ta tiên cử không về cùng thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Ông tìm người dẫn đường cái kiểu gì đấy hả? Dẫn bọn tôi đi lòng vòng 3 ngày trời, hướng chính xác chỗ nào thì cũng không biết. Đó thì sao? Hắn đâu rồi? Không biết bị thứ gì đó dưới sông đã căng nát bét rồi. Lúc bọn tôi phát hiện thì đã ngủm cụt tội rồi. Sống, con sống ngoài thành sao? Chưa từng nghe nói dưới đó có gì mà. Tôi đã nói với mấy người rồi, muốn xuống núi cảnh Bắc, buộc phải tìm nhiệm tiểu túc mà mấy người lại không tin. Nhưng gần đây hắn lại không rảnh dẫn đường cho mấy người đâu. Hắn có việc với tôi đang làm việc giúp ông chủ là rồi. Mấy người lại có quan hệ với ông chủ là cái thằng nhóc mà lúc trước đã nói phụ tử bình an á. Đúng, chính là hắn. 14. Chỉ có hắn thì có thể dẫn đường, dẫn các người qua núi cảnh. Không sai. Đi rồi.
Đi về thần à, cuối cùng cũng đi rồi. Thì tốt quá. Lần này tôi đã giúp cậu đuổi lật đội đi rồi. Cậu không cảm ơn tôi chút nào sao? Ồ, cậu vẫn rất tùy à. Cái đấy tôi đề cử cậu cũng là có ý tốt mà. Vậy ông đi đi, tôi vẽ bản đồ cho ông nè. Ông dẫn họ đi. Như thế thì ông có thể vào thành tránh nạn rồi. Ây, tôi đâu có tân thủ như cậu chứ. Hơn nữa, tôi vào trong thì con trai tôi phải làm thế nào đây? Ông có con trai thì tôi cũng có Lục Nguyên với chị Tiểu Ngọc mà. Nếu ông còn dám đề cử tôi vì họ thì tôi sẽ báo Lục Nguyên với chị Tiểu Ngọc sang nhà ông ăn chơi ngủ nghỉ ở đây đấy. Nè nè nè, tôi muốn tốt cho cậu thôi mà. Tôi mà còn tuổi đôi mươi thì tôi cũng sẽ đi. Tôi chờ tôi. Vậy tôi cảm ơn cả nhà ông nhé. Tôi cảm ơn tám đời tổ tông nhà cậu. Lời cảm ơn từ vườn phú quý. Hãy nè, làm cái gì đấy? Mấy người bắt tôi làm cái gì? Thả tôi ra. Bộ họ muốn làm gì vậy? Không biết nữa. Lẽ nào năng lực nhổ bong bóng bị người ngoài phát hiện ra? Sao lại bắt tôi chứ? Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Lội là hết. Cái vị quan lớn à, có chuyện gì vậy? Thằng nhóc này tuy hơi nghịch ngợm nhưng cũng không đến mức phạm tội lớn như vậy chứ. Cút ra. Ây da, bọn họ bắt Trường Bảo can làm gì ta? Không phải liên mạng liên quan tới siêu năng lực chứ? Xong rồi, thằng nhóc này xong rồi. Sao lại thế? Nghe nói tối hôm qua thằng nhóc này lộ ra siêu năng lực, kết quả đám anh em chó mèo lại ngoánh mặt tụ cáo hắn. Các thành lũy thì đều đang điều tra người có siêu năng lực, sợ họ sẽ là mối họa. Tôi hỏi cậu, nếu cậu kiêng gì ai đó thì cậu sẽ làm gì? Giết hắn. À, không đơn giản chứ cậu nghĩ đâu. Nghe nói trong đó thành lập một bệnh viện tâm thần chuyên giam giữ những người có siêu năng lực, còn dùng cái loại máy móc để nghiên cứu bọn họ. Tiêu Túc à, nếu cậu với Lục Nguyên có siêu năng lực gì đó, tuyệt đối đừng để người khác biết. À được. Không hay rồi. Giết người rồi. Giết người rồi. Cái mặt chó má mày lại vẫn đứng bảo căng. Ây da, bọn tao đã làm gì có lỗi với chúng mày hả? Ừ, chết luôn. Ôi bố nó ơi, bảo càng đi rồi ông cũng không còn thì tôi sống làm gì nữa. À, thằng nhóc Trường Bảo Càng đó vốn dĩ là con độc binh, nó xảy ra chuyện bố mẹ nó thì sống sao nổi chứ. Ai bảo nó khè con cừ có chút siêu năng lực thì đắc ý cái gì chứ. Nếu nó có gan thì vào trong thành mà giết người kìa, kẻ tố cáo thì có tác dụng gì chứ. Mấy người các người còn đứng đấy mà châm chọc một đám chó má. Thầy à, hôm nay em muốn giảng cho các học sinh làm thế nào để đối kháng với người khác. Mấy năm nay tôi vẫn luôn dạy bọn chúng làm thế nào đối mặt với môi trường tự nhiên, bởi vì không muốn để bọn chúng coi đồng loại thành quần sinh. Chuyện xảy ra hôm nay ta đã biết rồi. Bất hạnh của người khác lần nào không phải là sự bất hạnh của hai chúng ta. Em muốn giảng thì cứ giảng đi. Giờ bọn chúng đang làm cái gì vậy? Lẽ nào siêu năng lực của Lục Nghiền đã bị phát hiện rồi? Lục Nghiền, nói với anh của cậu đừng có dậy lố giờ nữa. Nếu không, tôi sẽ đi tố cáo với thầy Nguyên, thầy Trương. Tôi đã nói rồi mà có tác dụng gì đâu. Anh ấy đã không dậy lố giờ từ lâu rồi. Anh cậu chỉ là dậy thầy lại chuyên tâm đến như thế. Sao nào?
muốn tiếp quản dẫn đường đến như thế sao? À, còn tôi là chuyện gì? Đi ra cái đám nhóc này không vui. Thì mình dậy quá vừa. Kiến thức anh tới vậy, đâu có bảo tồn tính mạng. Cậu không cảm kích thì thôi đi, con nói cái giọng điệu này. Cậu không muốn nói thì thôi, không giữ như thế làm cái gì chứ? Cậu nhìn thế làm cái gì? Không có gì, nhưng cậu có vẻ không vui. À đúng rồi, tớ nói nè, tối hôm qua tớ mơ thấy bố tớ lấy mẹ cỡ đối xử rất với tớ rất là tệ. Không sao, mơ đều là ngược ý ấy mà. À đúng đúng đúng, tớ cũng nghĩ như thế. Nè, cậu cũng đừng có không vui. Tớ thấy các bạn không có ý gì đâu. Thực ra là vì tớ nghĩ ông ấy có thể tìm ba kế cho cậu. Lượng nghi nhà ta đúng là lớn rồi mà. Vào học thôi. Các em có biết trên cơ thể người những vị trí nào yếu đuối nhất không? Không biết ạ. Vậy đầu tiên tôi sẽ nói đến thứ mà mọi người thân thuộc nhất, đó là cổ. Gân khí quản, phần cổ gần 20 đốt xương sụn. Bất luận đánh gãy cái nào thì cũng là lập tức khiến cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Tới giờ rồi, tan học thôi. À, cảm ơn thầy. Tan học thôi. Cái đám nhóc này đúng là không hiểu được nỗi lòng của một thầy giáo mà. À, hy vọng cả đời này bọn chúng đều không cần dùng đến những kiến thức này. Thì tốt quá. Mau thu dọn đồ đạc đi. Khi nãy có người gửi thư cho tôi, nói là ông chú La đã đồng ý cho cậu dẫn đường cho lạc đội rồi đó. Xem ra lần này không thể không đi một chuyến rồi. Hễ. Cậu mau chuẩn bị đi, lạc đội ra đến ngay rồi đó. Lạc đội đã có thể thuyết phục ông chú là đã cho ông chú La lợi ích gì đó, hay là phía sau có kế hoạch đi núi vốn dĩ là có liên quan tới ông chú La. Mà cho dù thế nào thì chắc chắn là vẫn còn có mục đích bí ẩn quan trọng hơn nữa. Nè, cậu đi đâu vậy hả? Tôi đi tìm thầy trường bày chút việc. Hết cách rồi, mình chỉ có thể đi cùng bọn họ một chuyến thôi. Thầy trường à, tôi phải đi núi cảnh rồi đây. Bắt buộc phải đi sao? Thầy cũng đã nhìn thấy kết cục của Trương Bảo Căng rồi đó. Tính mạng của thầy hay là của tôi đều nằm ở trong tay mấy cái kẻ ở trong thành lũy. Nếu như tôi từ chối thì bọn chúng sợ là vì sao chỉ làm khó mà sống được ở khu tập trung này. Thời gian cậu đi bảo Lục Nguyên đến học ở đường đi. Thầy Trương, cảm ơn. Bảo trọng. Có thể không đi núi cảnh không? Yên tâm đi, anh sẽ trở về mà. Chị Tiểu Ngọc à, cầm thấy lấy số tiền này đi. Nhớ là mua cho thầy Trương vài địa thuốc, coi như là phí nhà ở. Lục Nghiên khó thức cầm theo tiền. Ngồi nhớ chị Tiểu Ngọc có ý đồ gì với số tiền này, thì cùng lắm thì cầm tiền đi, ít nhất thì cũng không làm hại Lục Nghiên. Tuy nghĩ thế thôi có lỗi với chị ấy, nhưng hiện tại đây là lựa chọn đúng đắn nhất rồi. Dù sao thì ở cái vùng đất phế vật này, đến người thân cũng có thể vì lợi ích mà phản bội nhau. Chị hiểu ý của em, chị cứ cầm hộ em đi. Em yên tâm rồi đi về nhé. Dạ. Nhiệm vụ từ chối cùng đi núi cảnh. Hả? Cái gì thế này? Cung điện không muốn mình đến núi cảnh được. Lẽ nào thực sự có nguy hiểm? Cậu biết đi đâu rồi chứ? Đi cùng chúng tôi. Thôi nào. Bố của bố là ông nội. Mẹ của bố là ông nội. À, cái thằng ngáo này bệnh nặng đến thế hay sao? Đừng đừng có đóng kịch nữa. Bọn ta biết rồi. Vương Tung Dương, xem ra lần này không giả vờ được rồi. Có gã này ở đây thì e là mình không muốn đi cũng phải đi rồi. Tôi không đi. Hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng,
Sách học kỹ năng, sách cơ bản, có thể học kỹ năng, năng lực của người khác tiếp. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Úi. Sao mày có thể không? Tôi đi. Hả? Tôi có thể đi, nhưng tôi có vài điều kiện. Tôi muốn 3 vạn tiền thù lao. Không được, 1 vạn. À, được thôi. Vậy tôi muốn thêm 10 cái túi muối, 10 điếu thuốc lá và 100 con gạo, với lại ngậm mồm được cái nồi nữa. Tôi cho cậu 3 vạn. Được rồi. Vậy tôi vẫn còn một điều kiện. Nếu tôi đi thì vườn Tùng Dương không được đi. Thú vị đó. Gã này vì việc của vườn Đồng Dương mà tra mình 2 lần. Nếu mình đi cùng hắn đi đôi cảnh, nói không chừng thì lại giở trò gì đó. Ừ. Được, vườn Tùng Dương không còn phải đi nữa. Nào ní. Bây giờ đi được chưa? Đi đã. Về sau mọi người đều là đồng đội. Tôi còn chưa biết tên mọi người mà. Bọn tao không phải là đồng đội của với kẻ lầu lạc. Mày chỉ là kẻ dẫn đường mà thôi. Đừng có mà thấy người sang bất hòa làm họ. Tôn quân chính. Trình Đông Hà. Ca sĩ Lạc Hình Vũ. Tiểu ý Hứa Hiền Sở. Dương Tiểu Còn. Còn ở trong một còn Hòa Dâm Bục. Có thể xuất phát chưa? Có thể. Tạm biệt. Ừ. Yên đi. Yên tâm đi Lục Nghiên à. Nhất định em ấy sẽ trở về an toàn. Dương ạ. Hình như trước đây thầy Trương có từng nói những vết tích bùn còn lại ở trên đường đều là thứ trước tận thế để lại. Không biết khi đó đường đi như thế nào nữa. Mà gần đây thực vật lại phát triển mạnh đến các cây cải thôi. Nhà thị trường cũng đã cao hơn trước rất là nhiều rồi. Thế cũng được. Không chừng sau này một củ cải khoai củ khoai tây thôi cũng đủ cả nhà ăn ấy chứ. Ê, Gram người này cũng không thèm nghĩ ngợi ăn chút gì ừ. Wow, bánh quy. Quà quà, thế là cứ ngấu nghiến suốt cả chặng đường. Hôm nay cắm trại đây thôi, mọi người mau nghỉ, người ăn chút gì đi. Thôi rồi, thằng mình đã nuốt hết rồi. Đi theo tôi, phân đồ ăn với thức uống cho mọi người nào. Ý. Ừ, ăn ngon lành, ngấu nghiến. Ý. Nhiễm, ở tiểu túc, mày đang làm cái gì đó? Để cái giật mình thôi, tao chứ. Tao có làm cái gì đâu. Mày là lớn à, sao lại ăn nhiều như thế hả? Vừa mới xuất phát mà mày đã đóng hết 5 cái túi bánh quy. Mà mày ra lại, cứ để đó ăn tiếp thì chúng ta trụ không nổi đến thành lũy một một hài mất thôi. Mày mô tả tôi ra, tôi muốn ở cùng với bánh quy. Vô à, hay chúng ta đổi người dẫn đường khác đi. Vương Phú Quý đã nói rồi, chỉ có cậu ta mới có thể dẫn chúng ta đến núi cảnh. Cậu có thể nhầm vào hắn, nhưng không được để ảnh hưởng đến hành trì. Đợi lúc chúng ta từ thành 112 quay về, cậu muốn làm gì hắn cũng được. Đi rồi. À, còn nói chỉ mình nó mới có thể dẫn chúng ta tới núi cảnh này chứ. Đến cái lầu cũng không biết lấp. Để xem nó kiên trì được mấy ngày. Đừng như là cái tên dẫn đường trước chết ở đây thôi. Ừ, ăn chút bánh quy mà thôi. Có gì phải căng. Hả, đây mà gọi là một chút à. Tao cảnh cáo mày, bớt lớn thế nào. Mày chỉ là một tên lầu dân, có hiểu hay không hả? Đừng có mà lấy trứng chọi đá. Anh có biết trứng gà đập đá thì cái nào sẽ vỡ không? Trứng gà. Sai bét. Hả? Vậy chứ cái nào vỡ?
Trái tim gà mẹ vỡ. Cô ta vừa nhìn mình. À, ở đây có dấu chân của dã thú. Cái gì? Về lý mà nói thì rất ít có khi dã thú sống ở ngoài ven rừng. Vậy có thể là sinh vật gì đây? Lần trước đi qua còn chưa thấy dấu chân. Có đúng không? Ừ, không có. Mày nhìn cái gì? Chỉ là dấu chân của một con hươu. Đã dọa bọn họ tới mức này rồi. Ở dân ngoài không kịp thời xử lý đồ ăn thừa. Không phải là thói quen tốt đâu. Đâu 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 để tôi xem nào. Hả, xem ăn hồi đi đồ cố. Đây là vết cào của gấu. Đồ bị ăn thừa lần trước của mấy người dù đến rồi. Hù dọa hả? Mày nghĩ ta chưa nhìn thấy vuốt của con gấu chắc? À, vậy cũng có thể là rừng rừng chân. Nè 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 nè, mày mày muốn vào rừng ư? Thì mấy người không cho tôi ăn bánh quỷ thì tôi tự vào để kiếm đồ ăn thôi không được hay sao? Nè nè nè, tao nói cho mày biết, tên dẫn đường lần trước đã chết ở gần đây đấy. Mày đừng có mà chết như hắn, nhớ thời gian của bọn tao. Vậy thì vừa hay tôi đi xem hắn chết như thế nào. Theo như lời của lưu bộ thì người dân đường lần trước đã xuống sông chuẩn bị rửa mặt thì bị cái thứ gì ở dưới nước căng nát mặt, chết ngay tại chỗ. Mình phải cẩn thận mới được. Ừ, mặt thằng này càng nhìn càng giống lã thù anh em ha. Gần nơi động vật cỡ lớn thì xuất hiện thường sẽ có nguồn nước. Đi theo dấu chân hươu thì chắc có thể tìm được con sông nơi người dẫn đường bị cán chết. Nhìn mặt nước thì không có gì bất thường cả. Nếu mình đoán không sai thì cái thứ công kích người dẫn đường kia khả năng là cái loại cá gì đó ẩn ở dưới nước. Ê là hắn. Với đại đa số đều không biết, có rất nhiều cá nước ngọt là động vật ăn thịt rồi. Tổ mối, xem ra có mồi được câu cá rồi. Có nhầm không, con mối cơ này thì mồi chúa với tổ mối là mồi câu cá thượng đẳng, phải lợi dụng triệt để mới được. Ý. Ừ, cơ mập ư. Chết nè. Lên. Ừ. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mồi mối sử dụng những thứ đáng sợ đến. Cái mùi gì thế nhỉ? Ui thơm quá. Chi, là một con cá mà thôi. Wow, con cá này cũng khủng bố quá rồi. 18. Nhiệm vụ xuất hiện. Đồ tốt thì phải chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. Làm sao muốn mời bọn ta ăn cá à? Cũng không phải là không được. Nghĩ gì thế? Tôi chỉ là cho mấy người chim ngựa một chút thôi, chia sẻ niềm vui của tôi ấy mà. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đồ nhanh nhẹn còn một. À, tức tết đi mà. Lần trước cũng một con chim rồi, cho nhưng mà giật lại rồi. Chia cho anh thì cũng được thôi, nửa con cá đổi bà chạy nước. Được. Nè nè nè, mọi người lại cùng ăn cá đi.
Ôi chúng mày cứ từ từ thôi, để cho tao miết chứ. Cả tên súng M9, cái cấu đơn giản bền bỉ, trọng lượng 0,96 kg, chất liệu hợp kim nhôm. Món ăn thì nổi tiếng, bậc thầy súng đạn hoàng mỹ như cô lại chỉ súng vào tôi, làm tôi hơi hốt rồi đấy. Nè cho cô 2 miếng, chỉ 2 miếng thôi đấy. Hai người bọn tôi mỗi người 2 miếng, không ăn nhiều. Chỉ 2 miếng hả? Tôi cũng không ăn không của cậu đâu. Nè, cái này là sô cô la, cho cậu ăn thử. Có một con nữa, tôi 1 miếng đó. Hả? Cái này. Để đấy, tôi đi lấy cho cậu. Cô gái này trông thành đồ xinh như vậy, xinh như cô ấy sao? Nhưng hiện thực thì quay 1 tỷ miếng nhỏ. Ôi cả của tôi, một đứa con gái như cô không thể dè dặt một chút hay sao? Trời sáng rồi, mở mắt đi. Đây. Tối hôm qua mình đã vứt xương cá ở đây mà đâu mất rồi? Bị kiến tha đi rồi sao? Dù sao thì kiến biến gì cũng rất to. Nhưng mà gần đây lại có tụ kiến, thì trong một đêm thả sạch cái chỗ này cũng không phải là không thể. Mày ngồi xe đầu tiên đi, dẫn đường cho hẳn hồi. Nói với tất cả mọi người, cố gắng tránh xa sông ra. Chúng ta cách con sông đã xa lắc rồi mà. Hơn nữa dưới sông cũng chỉ có vài con cá, có gì mà sợ chứ. Được rồi, đủ người rồi, xuất phát tôi. Phía trước. Dừng lại. Đây là. Sao lại có con hươu đỏ to như thế này chứ? Không được nổ súng, nhẹ nhàng một chút, đừng có chọc tức nó. Đừng có kích động, động vật ăn cỏ mà thôi. Xem bộ mày sợ rồi kìa. Ở đây chứ không có loài giá ăn thịt lớn đâu. Chuyện gì vậy? Ui mày mà tránh được. Tránh thì thằng phía sau không tránh được. Ui trời. Khỏe gì? Nổ súng. Con súc sinh này đã chạy vào rừng rồi. Bà nó chạy được sao? Kỳ lạ. Dưới tức con không nổ súng sao? Sao cứ cảm giác như cô ta chả đâm xỉa gì tới việc gì cả vậy ta? Nhầm thì tốt quá. Mày không phải bác sĩ của khu tập trung mày sao? Mau lại đi cứu người đi. Rồi đến đây đến đây. Vấn đề không lớn, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Mau mau khỏi bệnh, bệnh mau mau khỏi, bệnh mau mau khỏi bệnh. Hả? Có ai lại chữa bệnh như mày ấy không hả? Bác sĩ cái lỗi như mày chứ.
Avui, cái tầng này chữa bởi kiểu gì vậy? Đúng rồi đi, đừng có làm loạn nữa. Anh xem xe này còn sửa được hay không? Hôm tới này rồi chắc không sửa được đâu. Nhưng mà thùng xe thì vẫn ngồi được. Từ Hà, cậu với Trình đồng hàng ngồi thùng xe đi, chịu khó một chút vậy. À được. Được rồi, lấy lại tinh thần đi, tiếp tục xuất phát thôi. Đáng ghét. Sao không để cái thằng lưu dần kia ngồi tại thùng xe chứ? Chỉ vì nó là người dẫn đường tôi sao? Ây da. Làm sao vậy? Xung quanh không có gì bất thường cả. Cái gì? Tắt thở rồi. Cái gì? Điều gì đã xảy ra? Mới nhất rồi 19. Thế lời này anh em thấy thế nào?